Cuộc đời Đức Tiến, tuổi thơ không êm đềm, từ bỏ ánh hào quang để sống bên vợ hoa hậu và hành trình kiếm con suốt 10 năm. Sự ra đi đột ngột của Đức Tiến khiến công chúng không khỏi đau buồn và thương xót. Thông tin nam diễn viên Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 đang khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Theo bạn bè chia sẻ, nguyên nhân khiến nam nghệ sĩ qua đời là do nhồi máu cơ tim. Diễn viên Đức Tiến đã có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh. Sự ra đi đột ngột của Đức Tiến khiến khán giả không khỏi đau xót và tiếc nuối. Sinh thời, Đức Tiến là người mẫu kim diễn viên nổi tiếng, lại có gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Ít ai biết rằng anh có tuổi thơ buồn và đã phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định tên tuổi tại V-Bích. Tuổi thơ buồn, thiếu tình cảm của gia đình. Đức Tiến sinh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên anh có tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bố mẹ nam diễn viên chia tay khi anh mới lên 5 tuổi. Kể từ đó, anh bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, khi thì ở với mẹ kế, lúc ở với mẹ ruột, lúc khác ở với dì. Ngoài thời gian đi học, Đức Tiến còn làm nhiều công việc như trồng khoai lang, đậu phộng, lúa, nuôi thỏ, cắt cỏ. Khi xuất hiện trên chương trình Du hành ký ức, Đức Tiến từng chia sẻ về tuổi thơ buồn bã. Tôi bắt đầu chấp nhận đó là một phần của cuộc đời. Hành trang quý giá để tôi bước vào đời, không mơ mộng về một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Tôi cũng từng nhận những định kiến của người xung quanh vì là con lai, thành công trên cả sàn catwalk và màn ảnh. Khi học cấp 3, Đức Tiến được cha đón về sống tại Biên Hòa. Từ đây, anh bén duyên làm người mẫu rồi lên thành phố Hồ Chí Minh đầu quân cho câu lạc bộ IDCAP, là nơi xuất thân của nhiều người mẫu nổi tiếng thời đó như Đức Hải, Ngô Thanh Vân, Thân Thúy Hà. Làm việc được một năm, Đức Tiến được đạo diễn Hữu Dũng cùng chuyên gia người Pháp Henry Huber đào tạo, mời ký hợp đồng độc quyền với công ty Lai Đắc cùng với Bảo Hòa, BB Minh Thúy. Trong những năm 2000, anh làm mưa làm gió trên các sàn catwalk, trở thành cái tên hàng đầu làng mốt bên cạnh Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Bình Minh, Bằng Lăng. Đức Tiến có lợi thế gương mặt điển trai, pha trọn nét đẹp châu Á và châu Âu cùng chiều cao tốt. Anh từng giành cúp vàng model Star tại Hàn Quốc, là gương mặt quen thuộc của đẹp phát sừng sâu 1234. Thời trang và cuộc sống, thời trang A cộng. Đức Tiến còn đắt sâu chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu điện thoại, xe hơi. Từ sàn catwalk, Đức Tiến lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ban đầu, sao nam sinh năm 1980 chỉ được đảm nhận vai nhỏ, nhưng đã dần tiến bộ và giành được vai chính. Tên tuổi nam diễn viên tỏa sáng qua hàng loạt bộ phim như Khát Vọng Sống, Vòng Xoáy Tình Yêu, Mộng Phù Du, Sài Gòn Love Story, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Vợ Của Chồng Tôi. Tác phẩm cuối cùng trước khi qua đời của nam diễn viên là Đóa Hoa Mong Manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Giữa tháng 4 vừa qua, Đức Tiến còn về Việt Nam tham gia buổi họp báo ra mắt phim, gặp gỡ khán giả và truyền thông tại rạp. Chẳng ai có thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng nam diễn viên về Việt Nam và giao lưu với khán giả Việt. Từ bỏ ánh hào quang vì gia đình là số 1, hành trình tìm con mòn mỏi suốt 10 năm. Thập niên 2000 là thời kỳ đỉnh cao của Đức Tiến. Anh gặt hái nhiều thành công trên lĩnh vực diễn xuất và thời trang, có các cát-xê cao là gương mặt được truyền thông săn đón. Nhưng nam diễn viên đã quyết định từ bỏ ánh hào quang sang Mỹ sau cuộc hôn nhân với Hoa hậu Bình Phương năm 2010. Bình Phương là Hoa hậu áo dài Đà Lạt, từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007. Cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò trước khi về chung nhà. Thời mới kết hôn, Đức Tiến sống tại Việt Nam còn vợ vẫn ở Mỹ. Ở thời điểm đó, có tin đồn cho rằng Đức Tiến lấy vợ để che giấu giới tính. Nam diễn viên bỏ ngoài tai để tập trung vun đắp gia đình. Đến năm 2013, nam siêu mẫu, diễn viên đình đám chính thức giả từ làng giải trí Việt Nam để sang Mỹ định cư cùng vợ. Tại Mỹ, Đức Tiến tiếp tục hoạt động nghệ thuật, còn bà xã trở thành luật sư. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng Đức Tiến đã mua được căn nhà giá 700.000 USD, 16 tỷ đồng ở California. Nam diễn viên cho biết gia đình anh có thu nhập khá ổn định từ 7.000, 10.000 USD, 162-130 triệu đồng mỗi tháng. Anh cũng thường xuyên về Việt Nam để tham gia chương trình nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Vợ chồng nam diễn viên kết hôn năm 2010, nhưng phải đến 10 năm sau, cả hai mới được lên chức bố mẹ. Đó là cả một hành trình dài tốn kém và vất vả. Đức Tiến từng chia sẻ rằng ban đầu vợ chồng anh kế hoạch vì muốn ổn định kinh tế và cuộc sống. Đến khi mọi thứ đã ổn định thì vợ chồng anh mong ngóng mãi không có tin vui. Không muốn chờ đợi thêm, Đức Tiến, Bình Phương đã về Việt Nam thực hiện thụ tinh nhân tạo và phải đến 2 lần mới có được cô công chúa đầu lòng.
con gái nhỏ của Đức Tiến Thụ thai năm 2019 và chào đời năm 2020, có tên là Mary Sang Nguyễn, tên tiếng Việt là Mai Phương, tên ở nhà là Mèo. Lên chức bố ở tuổi 40, Đức Tiến rất cưng chiều và không ngại vất vả chăm sóc từng ly từng tí cho con. Anh không giấu được niềm hạnh phúc, từ ngày có em bé thì công việc bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng thực sự đứa con giúp dung hòa được mọi thứ, đi làm có cực khổ, mệt mỏi về chơi với con là mọi thứ tan biến hết. Với Đức Tiến, gia đình là số một. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, cho biết bí quyết hạnh phúc là luôn hướng về gia đình. Đức Tiến tiết lộ vợ chồng anh đã lên kế hoạch có thêm con, nhưng đáng tiếc là chưa kịp thực hiện thì